mình đi ướp cá 800g cá 1 muỗng cà phê muối 1 muỗng cà phê hạt nêm 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt 1 muỗng canh đường 1 phần 4 muỗng cà phê tiêu nước mắm 2 muỗng canh rưỡi 1 muỗng canh dầu tỏi phi nước màu đường 1 muỗng canh rưỡi một muỗng canh hành băm, một muỗng canh tỏi băm, trộn đều mình ướp 20 phút và muỗng canh dầu ăn một muỗng canh tỏi băm một muỗng canh hành băm mình phi thơm không cần vàng mình cho cá vào mình chiên mỗi mặt 3 phút Mình vớt cá ra mình cho vào nồi kho Mình cho nước ướp cá Hành tỏi phi hồi nãy 500 ml nước dừa tươi. Mình cho thêm nước nóng cho ngập cá. Mình để lửa lớn cho cá sôi rồi mình hạ lửa nhỏ xuống. Cá sôi mình giảm lửa nhỏ xuống và mình hớt bọt. Một muỗng canh tương ớt cho màu nó đẹp. Mình đậy nắp lại mình đun lửa riu riu. Đậy nắp được 15 phút, bây giờ mình mở ra mình cũng đun lửa riu riu. Nước kho cạm bớt mình cho ớt vô. Mình nếm thử cá xem cá mình vừa chưa. Rất ngon cả nhà ơi. Video của mình đến đây là hết chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thấy thích thì hãy like đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.